Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm qua ra thông cáo kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng, người được tái đắc cử vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỳ Đại hội 12, phải mau chóng cải thiện thành tích nhân quyền tệ hại lâu nay. Ân xá Quốc tế nhắc lại trong vòng 3 năm đã có 226 trường hợp nạn nhân chết khi bị công an giam giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vừa qua lên tiếng cảnh báo Việt Nam về tình trạng tiếp tục đàn áp những nhà văn, blogger độc lập và các nhà hoạt động cho nhân quyền. Giám đốc châu Á của Human Rights Watch, ông Brad Adams, cho biết năm qua Việt Nam cố gắng giảm những vụ cái đáng chính trị để đạt được thỏa thuận trong đàm phán TPP. Quốc hội của chính quyền Myanmar hôm nay họp phiên cuối cùng. Bà Aung San Suu Kyi lên tiếng khen ngợi những nhà chính trị đối lập đã mở đường cho đảng của bà. Bà nhận thức rõ về những thách thức lớn lao trong việc tái thiết đất nước vẫn chịu sự ảnh hưởng mạnh của quân đội. Canada hôm qua lên tiếng cho biết đang theo dõi diễn tiến vụ việc Trung Quốc truy tố một công dân Canada về tội làm gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia của Trung Quốc, trong khi Liên minh châu Âu hôm nay đưa ra chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về biện pháp buộc nhận tội rồi phát đi trên truyền hình là không thể chấp nhận được.